Phạm Thâu Vlog kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời quý cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất đến từ Phạm Thâu nhé. Giờ đây chúng con xin kính mời cha an toàn, xin kính mời toàn thể quý cụ, quý viên chức hội đồng mục vụ cùng toàn thể quý cộng đoàn an vị. Chào kính cha chánh xứ, kính thưa quý cụ, quý ông bà, thưa toàn thể quý cộng đoàn, mừng kỷ niệm 14 năm được Đức cha Francisco Xavier ban sắc nâng giáo họ Nam Trạch lên hàng giáo xứ. Hôm nay được sự quan tâm của cha chánh xứ, giáo xứ chúng con được long trọng tổ chức thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm ngày họ giáo được lên hàng giáo xứ. Trước khi bước vào thánh lễ, cho phép con cùng với toàn thể cộng đoàn giáo xứ nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của giáo họ đến nay. Trọng kính cha chánh xứ, kính thưa toàn thể cộng đoàn, nơi đây trước đây là khu vực sình lầm, những cồn cát được nổi lên do các cơn sóng của biển Đông. Thế rồi mỗi ngày biển một lùi ra xa để nhìn lại những cồn cát phì siêu và màu mỡ. Vào khoảng năm 1895 cuối thế kỷ thứ 19, có một số các cụ làng Bắc Trạch, phủ Kiến Xương ra khu đất này lập ấp tìm kiếm sinh nhai. Hạt giống đức tin cũng bắt đầu được gieo vãi trên mảnh đất này. Thế rồi mỗi ngày số giáo dân một đông, cùng với lòng đạo đức, sau khoảng 14 năm, vào năm 1909, các cụ đã lập một nhà nguyện nhỏ để cầu nguyện với số giáo dân khoảng hơn 100 người.
thấy lòng đạo đức và số giáo dân mỗi ngày một đông, đã được Đức Cha Phêrô Trung, giáo phận Trung, cho thành lập giáo họ với tên gọi Nam Trạch. Nhận Thánh Vinh Sơn Tê và Đức Mẹ truyền tin làm quan thầy. Nhờ sự quan phòng và trở che của Thiên Chúa và hai thánh quan thầy, sự nhiệt thành dấn thân truyền giáo của các bậc tiền nhân, số giáo dân mỗi ngày một gia tăng. Từ ngày thành lập giáo họ đến năm 1935, các cụ đã ba lần xây dựng nhà thờ để cầu nguyện. Đến năm 1950, giáo họ được chia thành hai khu gọi là khu Đông và khu Tây. Mỗi khu có khoảng 30 gia đình. Đến năm 1980, đã thành lập thêm được hai ban gọi là Dòng Ba và Ban Trang Trí Ánh Sáng. Năm 2005 thì đã thành lập đủ các ban ngành và cũng được chia thành 4 giáo khu, mỗi khu có 33 gia đình. Thấy lòng đạo đức cùng với số giáo dân và các ban ngành đoàn hội đủ điều kiện được lên hàng giáo xứ, ngày 21 tháng 1 2009, tròn 100 năm khi thành lập giáo họ, chúng con đã được Đức Cha Cố Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang ban chức nâng giáo họ Nam Trạch lên hàng giáo xứ với tên gọi Giáo xứ Vinh Sơn. Đây cũng là một dấu mốc quan trọng, bước ngoặt lịch sử. Kể từ đó, các sinh hoạt đạo đức của giáo xứ được tổ chức duy trì thường xuyên, và cũng kể từ khi được lên hàng giáo xứ, chúng con Nam Trạch ngày nay đã được mọi người biết đến nơi xa xôi lẻo lánh. Trải qua hơn một thế kỷ từ khi thành lập giáo họ 1909 đến năm 2014, chúng con đã có 27 quý cha như sau: cha Cố Vọng, cha Cố Bình, cha Cố Hòa, cha Cố Tín, cha Cố Từ, cha Cố Khiên, cha Cố Nam, cha Cố Quang, cha Cố Hạnh, cha Cố Nhuận, cha Cố Cảnh, cha Cố Du Xe Phạm Kim Bảng, cha Cố Du Xe Trần Trọng Hậu, cha Cố Hiếu, cha Cố Năng, cha Cố Triêm, cha Cố Thái, cha Cố Vinh Sơn Nguyễn Lịch Thiệp, cha Cố Hiệp, cha Cố Tú, cha Cố Lượng, cha Cố Khương, cha Cố Cẩm, cha Cố Gioan Bautista Trần Du Đồng, cha Cố Francisco Xavier Trần Văn Học và cha Cố Giuse Vũ Công Phước, cha Cố Vinh Augustino Nguyễn Quang Huy. Và từ đó đến nay đã có 10 thời liên khóa của các cụ trùm như sau. Đó là cụ trùm Geronimo Nguyễn Văn Mỹ, cụ trùm Geronimo Nguyễn Văn Bơ, cụ trùm Phêrô Nguyễn Văn Lừng, cụ trùm Phêrô Phạm Văn Học, cụ trùm Geronimo Ngô Thiên Phúc, cụ trùm Vinh Sơn Nguyễn Đức Tuy, cụ trùm Vinh Sơn Ngô Văn Thiềng, cụ trùm Vinh Sơn Ngô Duy Tiễu, cụ trùm Vinh Sơn Ngô Nhật Ánh, cụ trùm Vinh Sơn Nguyễn Văn Tính và ông trùm Vinh Sơn Phạm Minh Hoàng. Trọng kính cha, kính thưa toàn thể cộng đoàn. Năm 2014, chúng con vinh dự được đón cha xứ kính yêu của chúng con trong suốt những năm tháng
Cha đã không ngừng nghỉ chăm lo cho chúng con về đức tin, củng cố các ban ngành đoàn hội, xây dựng cơ sở vật chất, nhà chung, vườn thánh và đền thánh Vincente, đặc biệt là ngôi thánh đường đang xây dựng từng ngày được hoàn thiện. Hôm nay, ngày ấn tượng nhất đối với giáo xứ chúng con, những người ở nhà cũng như những người xa quê đang hướng về ngày lễ trọng đại này. Chúng con dâng lời tạ ơn Chúa vì muôn hồng ân Chúa đã thương ban cho cộng đoàn chúng con để có ngày hôm nay. Chúng con dâng lời tạ ơn Đức Mẹ, tạ ơn Thánh Vincente, quan thầy và các thánh. Chúng con xin tri ân các đấng bậc, tri ân các bậc tiền nhân đã cho chúng con có một gia sản đức tin. Chúng con xin tri ân và cảm ơn Cha Chánh Xứ. Xin Chúa luôn đồng hành và chúc lành trên cha để cha có sức khỏe, chu toàn tác vụ và Thiên Chúa đã trao ban nơi cha. Xin cầu đoàn tiếp tục hiệp thông và cầu nguyện cho cha xứ được hiệp nhất, thăng tiến về mọi mặt, chung tay xây dựng ngôi thánh đường sớm được hoàn thành như lòng mong muốn. Chúng con xin kính mời toàn thể cộng đoàn chúng ta vang lên tràng pháo tay thật giòn giã để chúc mừng và kỷ niệm toàn 14 năm ngày thành lập giáo xứ Apazac. Thì xin trân trọng kính mời ông chủ tịch hội đồng giáo xứ sẽ lên đọc phong của giám mục ban cho nơi cộng đoàn giáo xứ chúng ta hôm nay. Con xin phép cha và toàn thể cộng đoàn, con xin đọc sắc phong. Tòa giám mục Thái Bình, sắc lệnh số 04, sắc lệnh nâng họ giáo Nam Trạch, xứ Bắc Trạch lên hàng giáo xứ. Đức cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang, ơn Đức Chúa Trời và ơn Tòa Thánh làm giám mục giáo phận Thái Bình, ban sắc lệnh sau đây. Xét thẩm quyền của giám mục bản quyền và việc thành lập giáo xứ theo số 515 triển khai. Xét tinh thần đạo đức, cơ sở vật chất cũng như các đoàn hội của họ giáo Nam Trạch đáng được khuyến khích. Xét đơn thỉnh cầu chính đáng của cha xứ Augustino Nguyễn Quang Huy, ban hội đồng mục vụ cùng toàn thể cộng đoàn giáo hữu giáo họ Nam Trạch nay quyết định nâng họ giáo Nam Trạch thuộc giáo xứ Bắc Trạch giáo phận Thái Bình lên hàng giáo xứ với tất cả các quyền lợi và nghĩa vụ của một giáo xứ theo giáo luật, trao cho cha xứ ban hội đồng mục vụ tân giáo xứ với tên gọi giáo xứ Vinh Sơn thực hiện quyết định này. Nhân dịp này xin gửi tới anh chị em giáo hữu giáo xứ Vinh Sơn lời chúc mừng, thăm hỏi và phúc lành của Thiên Chúa là cha chúng ta. Mọi cản trở đều vô hiệu. Làm tại Tòa Giám mục Thái Bình ngày 21 tháng 1 năm 2009, Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang, giám mục giáo phận Thái Bình, linh mục Đa Minh Đặng Văn Cầu, thư ký. Xin cộng đoàn chúng ta vỗ một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho ngày lễ trọng đại đặc biệt hôm nay. Để xin mời ban kim nhạc chúng ta cử bản thánh nhạc, sau đó là ban thánh lễ.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ơn sống Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Để dân thánh lễ chúng ta cùng cầu nguyện cho các linh hồn Gioan Maria tiền nhân Thánh Nhi, Vị Chân Tây Nhân ngày dỗ và các linh hồn. Thưa quý cụ ông bà anh chị em, trước thánh lễ chúng ta đã được nghe được sự của giáo xứ Vinh Sơn chúng ta cách đây hơn 100 năm. Giờ đến ngày hôm nay ta trải qua biết một dòng lịch sử thăng trầm của giáo xứ từ ngày đầu tiên những các cụ đã đến cắm rùi tại mảnh đất này và hạt giống đức tin được gieo vãi xuống mảnh đất Vinh Sơn cho đến ngày hôm nay, trải qua bao biết bao nhiêu đời các cha rồi các tổ tiền nhân của chúng ta, đời các cụ chùm rồi, nhưng mà chúng ta thấy không, đây mới đưa ra những cái lịch sử các thời của các ông chùm, còn với cộng đoàn anh chị em chúng ta biết bao nhiêu những con người âm thầm cách này cách khác để hy sinh xây dựng cho giáo xứ chúng ta cho đến ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa và chúng ta tri ân các đấng bậc, tri ân tổ tiên của chúng ta, và chúng ta biết nhìn lại để chúng ta tạ ơn Chúa, nhìn lại để chúng ta cảm ơn, và chúng ta biết hướng đến tới tương lai, một niềm hy vọng. Chúng ta nhìn vào tương lai để chúng ta biết xây dựng. Ngay ngày hôm nay chúng ta không ngừng biết xây dựng giáo xứ của chúng ta thăng tiến hơn, giáo xứ của chúng ta với một hy vọng cho một cái tương lai tốt đẹp hơn, trong tinh thần hiệp nhất, yêu thương và hy sinh, để chúng ta sống đức tin của chúng ta trong môi trường sống của quý ông bà anh chị em chúng ta. Giờ đây chúng ta bước vào thánh lễ để xin Chúa thương tha thứ mọi tội lỗi để chúng ta xứng đáng tham dự mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận Xin Thiên Chúa đoạn lắng lương do ta tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Oh.
Lạy Thiên Chúa, Chúa không hề khép kín từ tâm khi thấy con cái Chúa phải lầm than khốn khổ. Chúa đã tỏ lòng thương chúng con vô ngần, nên chúng con xin dâng lời cảm tạ và còn dám xin Chúa giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ, hầu chúng con được luôn luôn vui mừng phụng sự Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách Nehemi. Ngày ấy, thầy tư tế Ezra mang luật ra trước cộng đồng, gồm đàn ông, đàn bà và tất cả những ai có thể hiểu luật. Hôm đó là ngày đầu tháng 7, từ sáng đến giữa trưa, thầy đứng ở công trường trước cửa nước, đọc sách trước mặt đàn ông, đàn bà và những người hiểu luật. Tất cả dân chúng đều lắng tai nghe vào sách luật. Thầy tư tế Ezra đứng trên bệ bằng cây mà đọc sách. Thầy mở sách ra trước công chúng, vì thầy đứng nơi cao hơn mọi người. Khi thầy mở sách thì tất cả đều đứng lên. Ezra chúc tụng Chúa là Thiên Chúa cao cả. Toàn dân đưa tay lên đáp lại: Amen, Amen. Họ cúi mình và phủ phục trước Thiên Chúa, mặt họ cúi sát đất. Một số người đọc từng đoạn trong sách luật Chúa, giải thích ý nghĩa và người ta hiểu được điều đã đọc. Nehemi và tổng trấn Ezra là tư tế và là thư ký. Các thầy Lê Vi huấn luyện dân chúng nói với họ rằng: ngày hôm nay được thánh hóa dâng cho Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Anh chị em đừng mang tang chế, đừng than khóc, vì lúc đó toàn dân khóc lóc khi nghe đọc các lời trong luật. Họ nói với dân chúng rằng: hãy đi ăn thịt béo và uống rượu ngon, hãy gửi phần cho kẻ không có dọn sẵn cho mình, vì ngày này là ngày thánh dâng cho Chúa. Đừng buồn sầu, vì niềm vui của Chúa là đồn lũy của anh chị em. Đó là lời Chúa. Thank you.
Chúa là đấng từ bi và lòng nhân Chúa thật khôn lường, chẳng dần oan nghiêm do nghĩa do tình thương. Chúa nhân từ cùng mọi người dương lên nhân hậu. Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, như thân xác là một mà có nhiều chi thể, và tất cả các chi thể tuy nhiều nhưng chỉ là một thân xác, thì Chúa Kitô cũng vậy. Vì chưng trong một thánh thần, tất cả chúng ta chịu phép rửa để làm nên một thân xác, cho dù Do Thái hay Hy Lạp, tự do hay nô lệ, và tất cả chúng ta cùng uống trong một thánh thần. Vì thân xác không chỉ gồm một chi thể mà là nhiều chi thể. Nếu chân nói rằng vì tôi không phải là tay nên tôi không thuộc thân xác, có phải vì thế mà nó không thuộc về thân xác đâu? Và nếu lỗ tai rằng vì tôi không phải là con mắt, nếu tôi không thuộc về thân xác, có phải vì thế mà nó không thuộc về thân xác đâu? Nếu toàn thân xác là mắt thì đâu là thính giác? Nếu toàn thân xác là tai thì đâu là khứng giác? Vậy Thiên Chúa đã đặt các chi thể, và mỗi chi thể ở trong thân xác như ý Người muốn. Nếu tất cả đều là một chi thể thì còn đâu là thân xác? Thật vậy, có nhiều chi thể nhưng có một thân xác. Con mắt không thể nói với bàn tay, ta không cần mi, đâu cũng không thể nói với chân, ta không cần các ngươi. Nhưng hơn thế nữa, các chi thể thân xác xem như yếu hơn lại cần thiết hơn. Và những chi thể ta coi là ít vinh dự nhất lại là chi thể chúng ta đặt cho nhiều vinh dự hơn. Và những chi thể thiếu trang nhã lại được ta trang sức hơn. Còn những chi thể trang nhã lại không cần như thế. Nhưng Thiên Chúa đã sắp đặt thân xác cho cái thiếu vinh dự được vinh dự hơn, để không có sự bất đồng trong thân xác, mà là để các chi thể đồng lo công ích cho nhau. Nếu một chi thể phải đau, tất cả các chi thể khác đều phải đau lây. Hoặc một chi thể được vinh dự thì tất cả các chi thể cùng chia vui. Phần anh em là thân xác Chúa Kitô và là chi thể Người. Mỗi người có một phần sự mình. Có những người Thiên Chúa đã thiết lập trong hội thánh, trước hết là các tông đồ, rồi đến các tiên tri, thứ ba là các tiến sĩ,
kế đến là quyền làm phép lạ, các ơn chữa lành, các việc từ thiện, quản trị, nói nhiều thứ tiếng. Vậy tất cả mọi người là tông đồ ư? Tất cả là tiên tri ư? Tất cả là tiến sĩ ư? Tất cả được ơn làm phép lạ ư? Tất cả được ơn chữa bệnh ư? Tất cả nói nhiều thứ tiếng ư? Tất cả được ơn diễn giải ư? Đó là lời Chúa. Vì có nhiều người khởi công chép lại những biến cố đã xảy ra giữa chúng ta theo như các kẻ đã từ đầu chứng kiến và phục vụ lời Chúa đã truyền lại cho chúng ta. Phần tôi thưa ngài Theophile, sau khi tìm mỉ hỏi cẩn thận mọi sự từ đầu, tôi quyết định viết cho ngài bài tường thuật sau đây để ngài hiểu chân lý các giáo huấn ngài đã lãnh nhận. Bây giờ Chúa Giêsu trở về Galilê trong quyền lực Thánh Thần và danh tiếng người lan tràn khắp cả miền chung quanh. Người giảng dạy trong các hội đường và được mọi người ca tụng. Người đến Nazareth, nơi người sinh trưởng, và theo thói quen của người thì ngày nghỉ lễ người vào hội đường, người đứng dậy để đọc sách. Người ta trao cho người sách tiên tri Isaiah. Mở sách ra, người gặp ngay đoạn chép rằng: Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì người sức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng. Người gấp sách lại trao cho thừa tác viên và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Họ bắt đầu nói với người bắt đầu nói với họ: Hôm nay ứng nghiệm đoạn kinh thánh mà tai các ngươi vừa nghe. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Đàn đánh cái bài giáo xứ thế nào, cả nhà thờ hát lại cho là để xem là có còn thuộc hay không đấy. Giáo xứ hay quá, cho nhau một tràng vỗ tay. Hôm nay là ngày chúng ta mừng kỷ niệm 14 năm lên hàng giáo xứ.
chúng ta, tôi cũng muốn gợi lại đó chính cái bài hát chủ đề của giáo xứ mà chúng ta mỗi một Chủ nhật thì chúng ta thường hát, như là những lời nhắc nhở cho mỗi người chúng ta về tinh thần hiệp thông trong cộng đoàn giáo xứ của chúng ta, với cái trách nhiệm và cái bổn phận của mỗi người chúng ta. Đó, chúng ta nhìn lại để rồi chúng ta tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta được nâng lên hàng giáo xứ. Và chúng ta thấy là trong cái bài hát mà chúng ta vừa mới hát lên, đó là tinh thần của giáo xứ là sự hiệp thông trong ơn Chúa Thánh Thần. Chúng ta hiệp thông với nhau đó, chúng ta thấy là không cái gì đẹp cho bằng đời sống sự hiệp thông của trong cộng đoàn giáo xứ của chúng ta đó. Tôi cũng thấy rằng đó, sự hiệp thông của cộng đoàn anh chị em đó, hôm nay chúng ta cụ thể bằng những cái việc làm của chúng ta đó, chứ còn nếu mà nói đến chúng ta cứ nói là hiệp thông, rồi chúng ta cứ nói là chia sẻ, nhưng mà nhiều khi chỉ nói ở trên môi trên miệng thôi đó, nhưng mà khó phải nói đến cái sự hiệp thông, nhưng mà cái cụ thể bằng cái hiệp thông trong cái công việc của chúng ta được chia sẻ đó. Thì tôi thấy là cộng đoàn anh chị em chúng ta đó, chúng ta mặc dù rằng chúng ta có thể chúng ta cũng không nói đến cái chuyện hiệp thông, nhưng mà chính quý ông bà anh chị em đang sống cái tinh thần hiệp thông trong cộng đoàn giáo xứ. Chúng ta chia sẻ trách nhiệm với nhau đó. Ngày hôm nay nó sáng nay chúng ta đổ cái mái nhà cho ông bà trưởng thành. Có lẽ nhìn vào cái công việc đó là chúng ta thấy rằng nó cái sự hiệp thông của quý ông bà anh chị em với nhau đó. Không, người ta bảo là nhìn vào cộng đoàn đó, nhìn vào cái việc làm của họ để rồi mà người ta mới nhận thấy được rằng đó họ sống như thế nào đó. Nhìn vào cái việc làm đó, vậy thì qua cái việc làm như ngày hôm nay đó, chúng ta được chia sẻ trong cái những cái tương quan của chúng ta với anh chị em của mình đó. Đó, ngày hôm nay đó, chúng ta thấy là khi mà đổ cái mái bê tông cho gia đình ông trưởng thành như vậy đó, tất cả cộng đoàn anh chị em chúng ta hầu như là gia đình nào chúng ta cũng đến, để rồi không chỉ là một người hai người, có những gia đình đó chúng ta đến để rồi chúng ta làm mỗi người một công việc đó. Cái người tôi thấy là các bà già rồi các cụ lớn tuổi rồi xúc đá xúc cát rồi chuyển bê tông lên, rồi mỗi người nó như là nó trở thành như là những cái mắt xích để nó liên đới với nhau, để chúng ta chuyển từ cái xô bê tông từ bên dưới lên thành đổ trên cái mái nhà của đó. Chúng tôi quan sát tôi thấy là đó cái sự hiệp thông trong anh chị em, mà ai ai cũng vui vẻ, ai ai cũng hồ hởi, mà mình muốn là làm một cái công việc đó không phải là làm với cách là miễn cưỡng, nhưng mà chúng ta làm với cái tình yêu thương đó, sự hiệp thông đó, sự sẻ chia đó. Cho nên là ai ai cũng làm một cách là vui vẻ mà làm, để rồi mà mình muốn làm tốt cho anh chị em của mình, chứ không nghĩ là đó, mình làm cho nó xong đi, làm cho nó qua đi, nhưng mà chúng ta làm để rồi mà nó nói lên cái sự hiệp thông. Rồi không chỉ là thế, nhưng mà anh chị em còn đóng góp phần mình vào giúp đỡ đó, những băng xi măng, những cái thúng cát, những thúng đá, để rồi chúng ta giúp chia sẻ với anh chị em của chúng ta đó. Cho nên là tôi thấy là cái hình ảnh của giáo xứ, gia đình giáo xứ ngày hôm nay mà chúng ta mừng kỷ niệm, rồi chúng ta ngày chúng ta được lên giáo xứ, nhưng mà chính anh chị em chúng ta cũng đang sống cái tinh thần hiệp nhất đó, sự sẻ chia đó. Và tôi thấy là cộng đoàn giáo xứ Vinh Sơn chúng ta có một người đấy, tôi vẫn nói với anh chị em là giáo xứ Vinh Sơn chúng ta thích những cái việc nặng nề, thích những cái việc mà những cái việc làm
Đó, nếu mỗi lần mà đổ bê tông, mỗi lần mà làm những cái việc nặng nó thì hầu như là không thiếu vắng ai cả. Ai cũng hồ hởi, ai cũng mong muốn để đóng góp phần mình. Đó, mỗi lần tôi thấy là đổ bê tông nhà thờ, bất cứ một cái công việc nào mà làm những việc nặng nhọc thì quý ông bà anh chị em chúng ta luôn sẵn sàng, và chúng ta luôn luôn là mong muốn để rồi chúng ta được góp phần mình vào nó. Đấy là một cái hình ảnh của sự hiệp thông, đó, sự hiệp nhất và sự hy sinh, sự đó là những cái việc làm của quý ông bà anh chị em rồi đó với chúng ta. Đó, tinh thần của giáo xứ chúng ta, anh chị em chúng ta vẫn tự hào, chúng ta hãnh diện, chúng ta là con cái của Vinh Sơn, chúng ta là con cái của cha Vinh Sơn. Đó, cha Vinh Sơn đã quan tâm yêu thương, đó, che chở, đó là cha tánh mà tổ tiên chúng ta đã nhận ngài, để rồi mà cho hơn 100 năm nay đó, ngài luôn luôn đồng hành, luôn luôn chở che, luôn luôn gìn giữ, luôn luôn bảo vệ, và chúng ta và hãnh diện làm chúng ta có được một người cha để rồi mà che chở phù trì giúp đỡ cho cộng đoàn anh chị em chúng ta. Chúng ta đi đâu chúng ta, tôi thấy là anh chị em chúng ta cũng phải tự hào, chúng ta tự hào, chúng ta hãnh diện, và chúng ta cũng cảm thấy là mình vui, mình hạnh phúc vì mình đó, tổ tiên của chúng ta đã đặt để tổ tiên của chúng ta đã nhận, và tổ tiên của chúng ta cũng là những người đã đi trước mà đời người mà sống cái niềm tin đó bằng cái sự mà hy sinh của các ngài để xây dựng cho cộng đoàn anh chị em của chúng ta. Đó không chỉ là cái, những cái cơ sở vật chất rồi, nhưng mà đặc biệt là đời sống đức tin, để rồi mà nơi đó anh chị em của chúng ta đó, từ xưa đến nay tôi thấy là đó, nếu mà chúng ta nhìn lại lịch sử, nhìn lại cái quá khứ cả 100 năm thì chúng ta thấy là đó, nơi đây nó chỉ là một cái hồ đất được rồi nó bồi lên đó, nhưng mà rồi mà tổ tiên chúng ta ra đặt ở nơi đây để mà sinh sống, và cũng là đặt ở nơi đây để rồi cái hạt giống đức tin nó được nảy nở, và chúng ta đó hàng ngày mà tổ tiên của chúng ta đã luôn luôn đó nhắc nhớ nhau, được quây quần bên nhau đó. Trong tôi thấy đầu tiên là phải nơi các gia đình đã, nơi các gia đình, một vài gia đình quây quần bên nhau để đọc kinh cầu nguyện đó. Đấy là một cái hình ảnh của sự hiệp nhất đó, nơi cộng đoàn anh chị em, từ đó để rồi mà nó lớn lên đó, trong cộng đoàn anh chị em của chúng ta, tổ tiên chúng ta. Tôi thấy là đó, xét về cái lịch sử rồi về cái quá khứ của Nam Trạch chúng ta, đó cũng là một cái vùng đất phải nói là nghèo khó, bởi vì chúng ta ở đây chúng ta không có thuận lợi về vấn đề là giao thông, cho nên là ở đây nó như là một cái người ta nói là cái đường cùng rồi, và hay là nói là cái giống như kiểu một cái rốn rồi đó, nó nằm đây, cho nên là khi mà giao thông nó không thuận lợi thì làm ăn kinh tế khó phát triển được đó. Nhưng mà nó, chúng ta không có nghĩ rằng chúng ta tự hào về cái chuyện là chúng ta giàu có, giàu sang, phú quý, nhưng mà chúng ta tự hào chúng ta có đời sống đức tin, và cha ông chúng ta đã sống đức tin như thế nào để rồi chúng ta có ngày hôm nay. Và chính cái đức tin đó là cái tự hào về cái đời sống đạo đức, tinh thần hiệp nhất, sự hy sinh của cộng đoàn anh chị em, của tổ tiên của chúng ta mà nên giúp cho chúng ta có được ngày hôm nay. Vậy ngày hôm nay chúng ta mặc dù rằng có thể rằng là về vấn đề kinh tế, về đời sống vật chất có thể chúng ta cũng không so với những cái người giàu có thể chúng ta cũng không bằng, nhưng mà chúng ta tự hào về đời sống đức tin, chúng ta tự hào về đời sống hiệp nhất, đời sống hy sinh, đời sống cộng đoàn anh chị em của chúng ta đó, chúng ta về lòng yêu mến Chúa và tinh thần đạo đức của quý ông bà anh chị em. Nên cho nên là bây giờ ở anh chị em Vinh Sơn ở đi đâu chúng ta cũng cảm thấy là tôi thấy là anh chị em đi đâu cũng vậy, ở những cái vùng anh chị em vẫn liên đới với nhau, vẫn trong đời sống cầu nguyện đó. Hàng tuần tôi thấy là nhiều những anh chị em phải đi cả hàng chục cây số, mấy chục cây số ấy, nhưng mà tuần nào cũng người ta quây quần bên nhau,
về một gia đình nào đó để cầu nguyện, để dâng lời tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho nhau. Đấy là cái sự liên đới. Đấy, cho nên là chúng ta và tôi thấy là quý ông bà anh chị em dù có đi đâu đi nữa nhưng mà quý ông bà anh chị em đó, vẫn luôn hướng về quê hương bằng lời cầu nguyện, rồi bằng cái sự sẻ chia đó, cái tinh thần trách nhiệm của quý ông bà anh chị em. Không phải là chỉ những người ở nhà đấy chúng ta mới có trách nhiệm đó, nhưng mà tôi thấy là anh chị em đi làm ăn xa đó, luôn luôn hướng về quê hương của chúng ta, luôn luôn hướng về quê hương đó. Cái cụ thể đó là cái sự mà mỗi lần mà chúng ta kêu gọi sẻ chia, kêu gọi đóng góp hay kêu gọi một cái gì đó thì quý ông bà anh chị em đó dù đi làm ăn ở xa, mặc dù có nhà ở các nơi xa đi nữa nhưng mà anh chị em vẫn hướng về quê hương, vẫn chia sẻ, vẫn đóng góp đó. Tôi thấy là cái tinh thần quê hương, cái tinh thần hiệp nhất đó là con người của giáo xứ Vinh Sơn chúng ta. Chúng ta phải tự hào về cái chuyện như thế. Đây là những cái việc làm của chúng ta. Nên là tôi thấy là mỗi một tháng năm về đó, tháng dâng hoa kính Đức Mẹ thì không chỉ là những người ở nhà nhưng mà quý ông bà anh chị em đi làm ăn ở mọi miền đất nước, các bạn trẻ chúng ta đều hướng về quê hương, cùng với quê hương để dâng lên mẹ, cùng với quê hương để tạ ơn Chúa, cùng với quê hương để chúng ta xây dựng, xây đắp quê hương đó. Và đặc biệt nữa là cái đợt này cũng vậy, đợt này tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em đã chuẩn bị cái mái nhà thờ, chuẩn bị làm cái mái nhà thờ, nên mà cũng kêu gọi vậy đó, mong chia sẻ. Thì hầu như là các ông bà, các gia đình ở miền Nam, miền Bắc, tất cả mọi nơi chúng ta cũng đều hướng về quê hương, chúng ta cũng đóng góp phần mình vào cùng với quê hương để xây dựng giáo xứ. Thế là cái điều mà chúng ta thấy là chúng ta phải tự hào và chúng ta cũng hãnh diện và chúng ta cũng tạ ơn Chúa và đã cho anh chị em chúng ta có được cái tinh thần như thế đó, tinh thần để chúng ta biết đóng góp phần mình, chúng ta xây dựng giáo xứ, xây dựng cho gia đình của chúng ta đó. Những cái bài đọc hai hôm nay đó, tôi nghĩ là cũng rất là ý nghĩa, trùng hợp với cái lời mà Thánh Phaolô khuyên dạy tín hữu của ngài, thời của ngài, nhưng mà có lẽ cũng là cái lời Chúa qua Thánh Phaolô để gửi đến cho cộng đoàn anh chị em của giáo xứ Vinh Sơn chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta mừng kỷ niệm ngày chúng ta được lên làm giáo xứ, cũng là lời Chúa để nhắc nhớ cho mỗi người chúng ta về cái bổn phận và cái trách nhiệm của mỗi người chúng ta. Tôi thấy là có một tổng thống Abraham Lincoln, khi mà ông ấy gặp giới trẻ của Mỹ thì trước đó thì người ta cứ thường người ta cứ hay đòi là đó, đất nước đã làm gì được cho họ. Thì hôm đó thì ông ấy gặp giới trẻ của Mỹ thì ông ấy đặt lại câu hỏi cho các bạn trẻ ở Mỹ rằng vậy thì từ trước đến nay các bạn cứ đòi là tổ quốc đã làm gì được cho bạn, nhưng mà ngày hôm nay các bạn phải đặt lại câu hỏi rằng vậy thì tôi đã làm gì được cho tổ quốc chưa? Đấy là một cái câu hỏi, và chính câu hỏi của ông tổng thống đó nó làm cho giới trẻ Mỹ nó thay đổi lại đó, cái lối suy nghĩ và cái cách hành động, để rồi mà người ta cố gắng là vậy thì tôi đã làm gì được cho tổ quốc. Vậy tất cả những sự cố gắng mỗi người chúng ta đó, ngày hôm nay đó, các bạn trẻ của giáo xứ Vinh Sơn đang đi làm ăn ở mọi miền đất nước, rồi chúng ta tự hào về gia đình, về giáo xứ của chúng ta đó, chúng ta tự hào, chúng ta hãnh diện, rồi chúng ta cũng đặt lại câu hỏi rằng đó, tôi đã làm gì được cho giáo xứ, làm gì được cho giáo xứ chưa đó, đặt lại là câu hỏi, để rồi chúng ta phải cố gắng sống tốt hơn. Chúng ta sống nó không phải là chúng ta tôi không có ý, tôi muốn nói với các bạn rằng đó, không phải là các bạn đem tiền của về cho đất nước đâu, cho giáo xứ đâu, nhưng mà bạn phải đặt lại đó, tôi đã làm gì cho tổ quốc bằng chính tinh thần đạo đức, lòng yêu mến, đó, sự hiệp thông, sự hiệp nhất đó với anh chị em. Và chúng ta như thế thì chúng ta sống với, chúng ta hãnh diện về tổ tiên của chúng ta tự hào
thì chúng ta phải sống với những cái giây phút hiện tại để rồi chúng ta sống thì sau này đó 10 năm nữa, 20 năm nữa, 100 năm nữa, thế hệ tương lai nó các thế hệ tương lai cũng sẽ nói với chúng ta ngày hôm nay như chúng ta đã tự hào với tổ tiên của chúng ta trăm năm về trước. Thì chúng ta cũng ước mong làm sao để cho mỗi người chúng ta cũng luôn tự hào và hãnh diện. Để xin Chúa và lời truyền cầu của Thánh Vincente chúc lành ban bình an cho mỗi người chúng con, đặc biệt là cho gia đình giáo sư Vinh Sơn của chúng con, để rồi nơi đây chúng con luôn luôn được sống sự hiệp thông, sự hiệp nhất và tinh thần quảng đại hy sinh và tinh thần đạo đức, để chúng con làm chứng cho tin mừng của Chúa giữa môi trường sống của chúng con ngày hôm nay. Chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa. Cần quản xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta hiểu biết, thực hành và đem lời Chúa đến cho mọi người. Chúng ta cùng dâng lời cầu xin. Một số người từng đọc đoạn trong sách Luật Chúa giải thích ý nghĩa, xin cho các vị lãnh đạo dân Chúa rồi rào ơn Chúa Thánh Thần giúp các ngài thi hành sứ mệnh loan báo tin mừng trong niềm tin yêu hy vọng. Chúng ta dâng lời nguyện xin. Xin Chúa nhận lời chúng con. Anh em là thân xác Chúa Kitô và là chi thể người. Xin cho các Kitô hữu được lời Chúa luôn chiếu soi để giữa cuộc sống với bao vất vả, khổ nhục, họ vẫn được Đức Kitô nâng đỡ hồn xác vì thuộc về Người. Chúng ta dâng lời nguyện xin. Xin Chúa nhận lời chúng con. Người giảng dạy trong các hội đường, xin cho những tâm hồn mê muội, chai lì trong tội, biết thay đổi cảm quan để mở rộng lòng đón nhận sứ điệp cứu độ, hầu họ được giải thoát và bình an. Chúng ta dâng lời nguyện xin. Xin Chúa nhận lời chúng con. Người đến
người trong cộng đoàn chúng ta biết sao giảng tin vui cứu độ ngay trong giáo xứ của mình bằng việc tích cực xây dựng cộng đoàn yêu thương hiệp nhất. Chúng ta dâng lời nguyện xin. Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức được sứ vụ loan báo tin mừng của mình, biết tận dụng mọi hoàn cảnh để ra giảng sứ điệp tình thương của Chúa, nhất là bằng chính đời sống khiêm tốn và bác ái hy sinh để danh Chúa được đời đời ca tụng. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện lấy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, Chúa đã ban con một cho chúng con để cứu chúng con khỏi sự dữ và khỏi tay tử thần. Hôm nay xin vui nhận lễ tạ ơn chúng con dâng tiến vì Chúa đã không để chúng con gặp thử thách gian nan. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy lắng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải nào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hẩm ân Chúa ban, vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế cùng với ca đoàn các thiên thần chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng:
sở thánh địa. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ước thánh đặt Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô cho chúng con. Khi tự nguyện hộp mình chia khó hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình đầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thân ơi, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén công tạ ơn cha cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cứu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm Đức Tin. Vì vậy lạy Chúa, nghĩ kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén kiêu đồ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận chân tôn nhang và mong sợ Chúa, chúng con tha thiết lại xin Chúa cho chúng con ghi tâm phận mình vào máu Đức Kitô được quy tụ lên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu để tiền toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Giáo mục Phêrô, chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tới Chúa là các bậc tiền nhân, các đấng bậc đã coi sóc gia đình giáo xứ chúng con, rồi các ân thân nhân đã giúp đỡ xây dựng gia đình giáo xứ Vinh Sơn chúng con từ trước tới nay, và những người các linh hồn tiền nhân Gioan, Maria, Thái Nhi, Vincente và các linh hồn mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại vào mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quen thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse và trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người, với người và cho người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, cho sự ấm dắt của Chúa thành đàn đến muôn đời. Thank you.
xin đôi thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa động lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng ngọc phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin được chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin nói thương ban cho Hội Thánh được bình an và ấm nhất theo Thánh Nhi Chúa. Chúa là đấng ngàn sống và hiện trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Trên Thiên Chúa đây đơn xóa tội trần gian, không cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Này Thiên Chúa là nguồn sự sống, Chúa ban bánh trường sinh để giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và tăng cường sinh lực cho chúng con. Ước gì chúng con luôn được Chúa hướng dẫn cho đến khi đạt tới quê trời như lòng hằng mong ước. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Đoàn nghĩa lịch trong tuần. Ngày mai 23 Chủ nhật thứ ba thường niên, Chủ nhật lời Chúa, Thánh vịnh tuần 3, sứ duyên danh giáo duyên đáng và dương cước chồng mình thánh. 24 thứ hai, Thánh Francisco de San, giám mục tiến sĩ hội thánh lễ nhớ. 25 thứ ba, Thánh Phaolô tông đồ trở lại lễ kính. Kết thúc tuần lễ cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất. 26 thứ tư, Thánh Timôthê và Thánh Tito giám mục lễ nhớ. 27 thứ năm, Thánh Angela Melissi trinh nữ. 28 thứ sáu, Thánh Thomas Aquino linh mục tiến sĩ hội thánh lễ nhớ. 29 thứ bảy, 30 Chủ nhật thứ bốn thường niên, Thánh vịnh tuần 4. Rồi tuần xin thông báo luôn là tuần sau chúng ta thứ hai là chúng ta vào Tết Nguyên Đán rồi, nên là Chủ nhật thì vẫn lễ như bình thường, có ngày mùng 2 thì lúc 3:30 rằng là chúng ta có thánh lễ tại vườn thánh vào chiều mùng 2 để chúng ta cầu nguyện cho các vị tiền nhân tại vườn thánh thôn Nam Trạch, nên là xin thông báo để các gia đình chúng ta phần mộ chúng ta cũng sửa sang cái cần quét tước thu dọn cho nó sạch sẽ phần mộ để chúng ta đến Tết các ngày trong cái ngày đầu xuân. Chúng ta xin thông báo. Còn cái chương trình lễ của giáo xứ thì tôi sẽ thông báo sau. Ở cái chương trình chỉ thông báo về cái ngày mùng 2 và cái ngày mùng 4 thì cũng đã thông báo rồi. Ngày mùng 4 thì chúng ta ngày gia đình giáo xứ, và năm nay chúng ta có mừng thọ cho các cụ đó từ 70 tuổi trở lên, và cho các em xưng tội đức lễ lần đầu. Các em xưng tội đức lễ lần đầu thì cha sẽ giải tội vào chiều ngày mùng 3 đó, thánh lễ, trước thánh lễ vào chiều ngày mùng 3 thông báo. Và các gia đình thì chúng ta cũng cùng với con em của chúng ta xưng tội đức lễ lần đầu thì cha mẹ cũng có xưng tội đức lễ để đưa con em của chúng ta đến gặp rước Chúa Giêsu đến thể. Đây, xin thông báo để chúng ta cố gắng. Tôi xin đọc cái danh sách các gia đình đã đóng góp cho cái tuần vừa qua. Một số người chăng các còn số còn thiếu. Nếu như mà ai còn thiếu thì xin đọc tôi để tôi đọc, có kẻo lại không đọc lại quý vị lại kêu là không thấy cha đọc danh sách. Bởi vì không gặp tôi thì tôi không biết được. Nên là xin nếu ai mà còn thiếu nhá, trong danh sách mà chưa thấy đọc tên thì xin đến gặp tôi nhé, để tôi đọc. Để lễ lần sau tôi sẽ đọc. Nếu mà có những người thì có thể rằng là chuyển tiền cho ông trưởng khu hoặc là cho ông thủ quỹ, nhưng mà chưa update đến đây được và chưa kịp. Ví dụ là chúng ta đưa đi lễ chiều nãy hoặc buổi chiều chúng ta đưa mà chúng ta chưa đọc được thì chúng ta cũng thông cảm như vậy. Thế xin thông báo để các gia đình chúng ta cũng cố gắng cộng tác. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn tất cả quý cụ và chị em. Chúng ta lãnh phép lành quay lại. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ son chúc anh chị em đi bình an.
Phạm Thâu xin chân thành cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã theo dõi hết video này. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria chúc lành cho mọi người được bình an. Xin mời quý cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh like video và chia sẻ để lan tỏa cho nhiều người cùng xem. Xin chào và hẹn gặp lại.